Vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Doji. Ngày hôm nay thì nhà sành Doji tiếp tục sale các sản phẩm áo sơ mi, bao gồm cả áo sơ mi dài tay và áo sơ mi ngắn tay cho quý chị chúng ta lựa chọn. Đồng giá các sản phẩm sẽ là 100k trên một sản phẩm bất kỳ, và quý chị mua từ hai sản phẩm trở lên sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Doji tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Doji là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Vâng, sản phẩm đầu tiên nhà sành Doji giới thiệu đến quý chị là một thiết kế áo sơ mi kẻ. Em này là một con áo sơ mi dài tay này, độ mới rất là cao. Mã sản phẩm của mình sẽ là S109, chiều dài là 78, ngang là 52, ngang là 62 và vai là 51. Size của chiếc này thì sẽ là size XL. Quý chị chúng ta có cân nặng từ 75 đến 80 kg, các bác có thể bon chen thoải mái cái sản phẩm này cho mình. Một thiết kế áo mà các bác có thể là sử dụng mình mặc hàng ngày hoặc là mặc đi chơi đi làm. Em này sử dụng như một con áo chống nắng cũng rất là ok luôn, vì là cái chất liệu của mình nó rất là dày dặn này. Cái tông màu của sản phẩm thì tông màu chủ đạo nó sẽ là tông màu xanh lá. Và cái sản phẩm của mình sẽ có mã là S109. Mọi thông số của sản phẩm thì nhà sành Doji sẽ ghim lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và bác nào yêu thích cũng như là vừa vặn với cái thông số của sản phẩm có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Doji. Em này thì là thiết kế form dáng rộng rãi này, một con áo độ mới cực kỳ cao luôn. Tiếp theo mình cùng đến với một sản phẩm áo sơ mi của thương hiệu Uniqlo. Em này là một thiết kế áo tông màu nâu với các cái phần họa tiết ở bên trên. Đây sẽ là một con áo cũng rất là lịch sự sang trọng để cho quý anh chị chúng ta có thể lựa chọn mình mặc đi làm. Em này sẽ có mã là S110, chiều dài là 73 và sau là 75, ngang là 54 và vai thì sẽ là 47 cm. Size của chiếc này sẽ là size L cho quý anh chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70 kg có thể mặc vừa. Em này về chất liệu thì sẽ là chất vải cốt tông này, thấm hút mồ hôi rất là tốt, chất liệu dày dặn, các bác yên tâm là lên phong dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình luôn. Cái tông màu nâu này thì cực kỳ dễ để cho quý anh chị chúng ta phối đồ. Các bác có thể mặc chung với các sản phẩm như là quần kaki, quần jean hoặc là với những cái sản phẩm quần vải, quần âu thì nó cũng rất là đẹp. Em này có mã là S110 và độ mới của sản phẩm thì cũng còn rất là cao. Tiếp theo mình đến một con áo kẻ. Chiếc này sẽ là một sản phẩm áo sơ mi thu đông này, những cái chất liệu vải dày dặn hơn một chút thì các bác mặc trong cái thời tiết se se lạnh của mùa thu đông nó sẽ rất là hợp lý. Chiếc này sẽ có mã là S111 với chiều dài là 65 và sau là 71, ngang là 54 và vai là 46, và size của em này cũng là size L cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70 kg có thể lựa chọn. Em này thì rất là mới luôn. Cái tông màu của mình thì nó cũng rất là dễ sử dụng. Cái tông màu chủ yếu nó đều là những cái tông màu trung tính thôi. Bên trong này thì sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Em này là một thiết kế của thương hiệu Rio Club với mã sản phẩm là S111. Các bác có thể là coi cận chất cận màu của sản phẩm luôn. Quý chị yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Doji. Về form dáng thì chiếc này cũng là một con áo form suông rộng rãi thoải mái này. Tiếp theo mình cùng đến với một sản phẩm áo sơ mi họa tiết. Em này sẽ là phối giữa tông màu xanh than và tông màu đen. Chất liệu của mình cũng là chất cốt tông dày dặn. Mã sản phẩm là S112, chiều dài là 75, ngang là 65 và vai là 50. Size của sản phẩm này là size 2XL. Với sản phẩm này các bác xung quanh 75 đến 80 kg vẫn có thể là vừa vặn thoải mái với em này. Thiết kế form dáng của mình cũng là thiết kế form suông này, và cái form dáng của sản phẩm lên cũng rất là đẹp cho quý anh chị. Em này lại là một con áo độ mới rất là cao. Với cái thiết kế này thì các bác có thể mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Em này tạo điểm nhấn rất là tốt luôn, vì là cái sản phẩm của mình này thiết kế rất là nổi bật. Mã sản phẩm sẽ là S112. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con áo sơ mi trắng rất là đơn giản. Thiết kế của mình là họa tiết kẻ sọc. Mã sản phẩm là S113, chiều dài là 74 và sau là 77, ngang là 55 và vai là 46. Size của sản phẩm này thì sẽ là size XL. Quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg là có thể vừa vặn với sản phẩm này. Chất liệu của mình thì 100% cũng là chất vải cốt tông này, mềm mịn thoáng mát mà độ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Bác nào cũng nên có cho mình một cái sản phẩm áo sơ mi trắng trong tủ đồ, vì đây nó là cái sản phẩm mà cái tính năng ứng dụng rất là cao, đó nó rất là đa di năng luôn. Mình đi đâu mình cũng có thể sử dụng được này. Mã sản phẩm là S113. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con áo sơ mi đen cho bác nào mà thích những cái sản phẩm tông tố
tối màu trung tính này, mà đằng sau này mình còn có cái họa tiết hình thêu, toàn bộ các cái phần chữ này, hình ảnh đều là thiết kế thêu hết, rất là xịn sò luôn. Em này sẽ có mã là S114, chiều dài sản phẩm là 74 và sau là 77, ngang là 57 và vai là 48. Chiếc này thì sẽ là size XL. Quý anh chị chúng ta thường mặc size XL hoặc là mình có cân nặng từ 70 đến 75 kg, các bạn yên tâm vừa vặn thoải mái cho mình em này. Đặc biệt em này lại là một con áo sơ mi rất là mới với cái chất liệu cực kỳ đảm bảo luôn, nên là các bác cứ yên tâm. Quý chị chúng ta nhận về tay em này rất là lưu ý cái sản phẩm này. Bác nào mà chúng ta nhanh tay thì chúng ta chốt luôn cho mình cái sản phẩm này, mã S114. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con áo sơ mi dài tay với tông màu xanh than. Chiếc này thì chất vải là chất cốt tông thấm hút mồ hôi tốt này. Hai bên ngực áo sẽ là hai cái túi vuông khá là rộng rãi để các bác có thể là đựng đồ đạc ở đây. Mã sản phẩm là S115, chiều dài là 75 và sau là 78, ngang là 59 và vai là 49. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta cũng khoảng là từ 75 đến 80 kg là vẫn yên tâm vừa vặn với em này luôn, vì là cái form dáng của mình này nó rất là rộng rãi thoải mái. Nhìn chung thì đây cũng là một cái thiết kế rất là tối giản basic để các bác có thể dễ dàng mình phối đồ với các cái trang phục khác nhau. Lựa em này mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm rất là ok này. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo sơ mi họa tiết kẻ. Em này thì cái tông màu chủ đạo nó sẽ là tông màu vàng phối với cả xanh than. Đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Eddie Bauer. Với mã sản phẩm của mình sẽ là mã S116, chiều dài là 79, ngang là 62 và vai là 48,5. Chiếc này thì các bác cũng mặc size XL này, hoặc là mình từ 70 đến 75 kg là có thể lựa chọn em này. Về chất liệu thì sản phẩm của mình 100% là chất vải cốt tông. Đây một vài cái thông tin về sản phẩm nó cũng đã thể hiện sẵn ở trên tag mark rồi. Quý chị có thể là về chúng ta check lại này. Đây là một sản phẩm chính hãng của nhà Eddie Bauer. Nhà sành đồ si cũng cam kết với mình toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng hết, nên là quý anh chị chúng ta hoàn toàn yên tâm về cái mặt chất lượng sản phẩm. Em này thì sẽ là thiết kế form suông rộng rãi này, độ mới thì cũng rất là cao. Mã sản phẩm là S116. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo sơ mi tông màu hồng. Chiếc này có mã là S117, chiều dài là 63 và sau là 64, ngang là 47,5 và vai thì sẽ là 41. Với sản phẩm này thì nó sẽ rơi vào size M cho quý chị xung quanh khoảng 60 kg, là các bác mặc em này rất là đẹp luôn. Quý chị nào mà chúng ta yêu thích những cái tông màu nó tươi sáng trẻ trung một chút thì lựa chọn chiếc này cũng là cái sự lựa chọn rất là hợp lý này. Còn riêng về chất liệu thì các bác cứ yên tâm, cái chất liệu này nó thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt cho mình. Cái dòng chất liệu này nó sẽ là chất nylon. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là S117. Mọi thông số quý chị có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình. Nhà sành đồ si đã ghi lên rất là cẩn thận và đầy đủ cho các bác tiện theo dõi rồi. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo kẻ độ mới cực kỳ cao. Em này thì sẽ là một sản phẩm chính hãng của nhà JAP. Đây là một thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng của Mỹ, và cái dòng thương hiệu này nó cũng rất là lâu đời rồi, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng của các cái sản phẩm của thương hiệu JAP. Mã sản phẩm sẽ là S118 này, chiều dài là 74, ngang là 59 và vai là 47. Size của chiếc này thì là size XL, các bác từ 70 đến 75 kg là có thể yên tâm vừa vặn em này. Form suông rộng rãi thoải mái này. Tông màu của mình thì chủ yếu nó sẽ là tông màu xanh than. Đây cũng là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta yêu thích cũng như là lựa chọn sử dụng rất là nhiều. Một cái tông màu mặc vừa trẻ trung mà vừa dễ để cho các bác chúng ta phối đồ, mã S118. Tiếp theo mình đến với một con áo sơ mi dài tay họa tiết chấm bi. Em này sẽ là chất vải cốt tông, mã sản phẩm là S119, chiều dài là 64 và sau là 67, ngang là 47,5 và vai thì sẽ là 42. Chiếc này thì các bác khoảng từ 55 đến 60 kg mặc sẽ rất là đẹp luôn. Và lưu ý với quý chị một chút, phần tay áo nó sẽ là thiết kế tay lỡ này. Bác nào muốn mặc cái phần tay áo không quá dài, mình lựa những cái phần tay lỡ như này mặc cũng rất là hợp lý này. Lựa cho em này mặc đi chơi đi làm phối chung với các cái sản phẩm quần Âu, quần vải cũng rất là đẹp luôn. Tông màu xanh than thì cực kỳ dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Đặc biệt chất liệu của mình là chất cốt tông dày dặn, lên form dáng cũng rất là chuẩn chỉnh cho quý anh chị. Mã sản phẩm là S119. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo sơ mi họa tiết. Em này tông màu chủ đạo thì cũng là tông màu đen, trắng và ghi thôi, rất là dễ sử dụng. Form suông rộng rãi này, mã sản phẩm là S120, chiều dài là 73 và sau là 75, ngang là 61 và vai là 50. Size của sản phẩm thì sẽ là size 2XL cho các bác từ 75 đến 80 kg có thể sử dụng. Em này thì chất rất là mát luôn, nó sẽ là cái dòng chất không nhăn, và quý chị chúng ta giặt giũ thoải mái
cũng không lo chất liệu bị bay bị nhão. Bác nào mà yêu thích các cái sản phẩm áo sơ mi họa tiết mặc cho nó có điểm nhấn một chút thì có thể là lựa ngay cái sản phẩm này cho mình. Mã sản phẩm là S120 với độ mới sản phẩm rất là cao. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo sơ màu ghi. Chiếc này sẽ là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Wear The Cook. Em này là một con áo dành cho mùa thu đông này, chất rất là dày dặn luôn. Mã sản phẩm là S121, chiều dài là 64 và sau là 67, ngang là 53 và vai là 43. Size của sản phẩm này thì sẽ là size L cho quý chị từ 65 đến 70kg có thể lựa chọn. Về mặt form dáng thì sản phẩm của mình cũng là một con áo form suông rộng rãi thoải mái, nên là các bác nào vòng bụng hơi lớn mình cứ yên tâm mình lựa chọn này, mặc cực kỳ ok luôn. Mã sản phẩm sẽ là mã S121 cho quý chị chúng ta thường mặc áo size L. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo sơ mi họa tiết kẻ tông màu đỏ đen. Em này cũng rất là đẹp này, một cái tông màu rất là nổi bật. Mã sản phẩm là S122, chiều dài là 63, ngang là 50 và vai là 42,5. Size của sản phẩm này thì nó sẽ là size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn. Và sản phẩm này của mình chất liệu cũng là chất cốt tông luôn, nên là các bác hoàn toàn yên tâm nhận hàng về mình sẽ rất là ưng ý cái sản phẩm. Độ mới của chiếc này thì cũng rất là cao. Hai bên ngực áo thiết kế hai cái túi vuông cho quý chị chúng ta sử dụng. Mã sản phẩm là S122 để các bác có thể là coi qua mặt trước mặt sau của sản phẩm này. Tiếp theo này, mình cùng đến với một con áo thiết kế suông trơn đơn giản với tông màu xanh than. Em này có mã là S123, chiều dài là 75 và sau là 79, ngang là 59,5 và vai là 51,5. Size của chiếc này thì sẽ là size XL cho quý chị từ 70 đến 75kg có thể lựa chọn. Em này thì chất vải mềm mịn mỏng nhẹ này, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Đặc biệt là với những cái sản phẩm thiết kế suông trơn đơn giản không có quá nhiều họa tiết ở bên trên thì sẽ là những cái thiết kế mà rất là dễ để cho các bác chúng ta sử dụng luôn. Mình có thể là phối chung với tất cả các trang phục với những cái màu sắc khác nhau. Đó, mã sản phẩm sẽ là S123. Em này thì độ mới cũng rất là cao này. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo tông tối màu. Em này sẽ là một con áo xanh than. Và chiếc này thì nó sẽ là thiết kế có cái cầu vai ở bên trên. Bác nào mà thích những cái sản phẩm lên form dáng nó đứng form chuẩn chỉnh thì có thể lựa chọn em này. Cái phong cách của em này trông nó cũng khá là khỏe khoắn năng động này. Mã sản phẩm là S125. À xin lỗi quý chị, mã S124. Chiều dài là 72, ngang là 58 và vai là 46. Size của sản phẩm này là size XL cho quý chị từ 70 đến 75kg có thể lựa chọn. Form dáng thì là form suông rộng rãi, vạt áo thiết kế vạt áo đuôi tôm. Em này thì độ mới rất là cao, còn chất liệu thì các bác yên tâm nhà sành đồ si bao chất cho mình luôn. Một cái sản phẩm rất là đẹp để cho quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Mã sản phẩm là S124. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một con áo sơ mi kẻ. Chiếc này thì lại là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Flannel. Với những cái dòng áo sơ mi thu đông này, em này sẽ có mã là S125, chiều dài là 67 và sau là 69, ngang là 48 và vai là 39. Về size số thì chiếc này sẽ là size S. Các bác chúng ta từ 55 đến 60kg là mặc vừa vặn thoải mái em này luôn. Form suông, cái form dáng của sản phẩm này thì mặc lên nó khá là gọn gàng hơn so với là các cái sản phẩm vừa rồi. Một quần áo chính hãng của thương hiệu Flannel với cái chất liệu của mình nó sẽ là cái chất dạ mỏng. Những cái chất liệu như này các bác mặc trong cái thời tiết se se lạnh thì cực kỳ hợp lý luôn. Độ mới của sản phẩm thì cũng rất là cao và cái tông màu thì khá là nổi bật. Mã sản phẩm là S125. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo sơ mi kẻ. Em này thì tông màu chủ đạo là tông màu xanh than. Mã sản phẩm của mình là S126, chiều dài là 76 và sau là 79, ngang là 58,5 và vai là 48cm. Chiếc này thì sẽ là size XL. Ngày hôm nay quý chị nào chúng ta khoảng từ 70 đến 75kg là lựa được rất là nhiều sản phẩm đẹp luôn, vì đa số các sản phẩm cũng rơi vào khoảng là size XL, size L. Đó, và cái sản phẩm này của mình là thiết kế form dáng rộng rãi này, chất liệu cực kỳ đẹp luôn, nhà sành đồ si bao chất cho quý chị. Em này thì chất vải dày dặn và nó cũng là cái dòng chất liệu rất là bền, các bác có thể là giặt rũ máy giặt thoải mái cho mình. Ngực áo thì sẽ có thiết kế một cái túi vuông nhỏ. Mã sản phẩm là S126 và thông số thì các bác có thể coi ở cái bảng phía bên tay trái màn hình này để mình lựa ra những cái sản phẩm mà nó vừa vặn nhất với số đo của cơ thể. Tiếp theo mình cùng đến với một con áo kẻ nữa. Em này thì sẽ có mã là S127, chiều dài là 80, ngang là 59 và vai là 52.
size của sản phẩm này thì nó cũng là size XL cho các bác chúng ta lựa chọn. Em này là size lên đến size 2XL cơ. Đó, form suông rộng rãi và phần vạt áo của mình cũng là thiết kế vạt đuôi tôm. Về chất liệu thì chiếc này cũng là chất vải cotton này. Các bác nào mà chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Đồ Xinh. Mã sản phẩm là S127 và bộ các mặt hàng ngày hôm nay đều sale đồng giá là 100k trên một sản phẩm bất kỳ, mà toàn đều là những cái sản phẩm rất là đẹp thôi, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn này. Mình mua từ 2 sản phẩm trở lên thì còn được free ship trên toàn quốc nữa. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một con áo tông màu tím. Em này thì sẽ là một sản phẩm tông tối màu, có hai cái túi vuông ở hai bên. Mã sản phẩm là S128, chiều dài là 67 và sau là 69, ngang là 50 và vai là 46. Size của sản phẩm sẽ là size M cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65kg thì các bác có thể lựa chọn em này. Về mặt form dáng thì chiếc này mặc khá là gọn gàng. Em này thì các bác có thể là lựa mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok luôn. Độ mới cao, chất liệu của mình là chất vải dày dặn. Các bác cứ yên tâm về cái độ bền của sản phẩm này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì chất nó sẽ là cái kiểu chất len tăm. Đây lại gần một chút để các bác có thể là coi kỹ hơn cận chất cận màu của sản phẩm. Chiếc này các bác sử dụng trong cái mùa thu đông là cực kỳ hợp lý này. Một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Airwork với chất liệu là 100% chất liệu cotton. Mã sản phẩm là S129, chiều dài là 79, ngang là 71 và vai thì là 54. Có điều size số của em này nó hơi lớn một chút, nó sẽ rơi vào khoảng size 4XL, nên là quý chị chúng ta có cân nặng từ 85 này đến 90kg các bác đổ lên cơ thì các bác mới có thể là vừa vặn được với chiếc này. Nó form dáng rất là rộng rãi cho quý chị nào chúng ta big size thì có thể là lựa chọn mã S129. Và sản phẩm tiếp theo nhà sành Đồ Xinh giới thiệu đến quý chị là một con áo sơ mi kẻ của nhà Uniqlo. Em này thì màu sắc rất là tươi sáng trẻ trung này. Mã sản phẩm là S130, chiều dài là 70 và sau là 73, ngang là 54 và vai là 49. Size của chiếc này sẽ là size L cho quý chị từ khoảng 65 đến 70kg có thể lựa chọn. Cũng là một con áo rất là đẹp. Cái tông màu này thì các bác cũng yên tâm là phối chung với các cái sản phẩm khác rất là hợp lý luôn. Một cái sản phẩm áo cực kỳ trẻ trung năng động này. Chất vải của em này thì nó cũng là cái chất liệu dày dặn. Các bác có thể sử dụng chiếc này trong cái thời tiết mùa thu đông. Mã sản phẩm là S130. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo sơ mi họa tiết. Mã sản phẩm là S131, chiều dài là 72, ngang là 52,5 và vai là 47. Size của sản phẩm là size M. Và quý chị nào yêu thích những cái sản phẩm thiết kế trông nó độc đáo, năng động một chút thì có thể là lựa em này. Đảm bảo với quý chị là mình không bao giờ mình lo đụng hàng luôn. Em này thì sẽ là thiết kế form dáng suông rộng rãi thoải mái. Về mặt chất liệu của mình cũng là chất vải không nhăn. Cái chất liệu này thì nó cái độ bền nó cũng rất là cao, nên các bác cứ yên tâm giặt giũ cho mình. Mã sản phẩm là S131 này. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo tông màu xanh than. Em này thì sẽ là một con áo có họa tiết thêu ở bên trên. Mã sản phẩm là S132, chiều dài là 66 và sau là 69, ngang là 49 và vai là 42. Size của sản phẩm sẽ là size M. Các bác có thể là coi kỹ một chút cận chất cận màu cũng như là các cái họa tiết hình thêu ở bên trên sản phẩm. Cái tông màu của chiếc này thì chủ đạo của nó cũng là cái tông màu trung tính thôi, nên là rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Em này thì các bác thường mặc size M hoặc là mình có cân nặng từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn này. Chất vải rất là đẹp, đều là các cái dòng hàng chất vải dày dặn hết, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn các mặt hàng trong buổi live ngày hôm nay. Tiếp theo này mình cùng đến với một con áo tông màu ghi. Mã sản phẩm là S134, chiều dài sản phẩm là 71 và sau là 76, ngang là 56 và vai là 46. Size của sản phẩm này sẽ là size XL cho quý chị từ 70 đến 75kg có thể lựa chọn. Em này là thiết kế form suông rộng rãi thoải mái và áo cũng là thiết kế vạt đuôi tôm. Và đặc biệt cái sản phẩm này của mình độ mới siêu cao luôn. Không muốn nói là cái sản phẩm này của mình còn như mới. Đó nên là các bác nào mà chúng ta vừa vặn với cái thông số của sản phẩm thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Đồ Xinh. Cái tông màu của sản phẩm này thì cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta sử dụng. Mình có thể là mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm này. Mã sản phẩm là S134. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo tông màu xanh nước biển. Cái tông màu này rất là nhã nhặn lịch sự nhưng mà cũng không kém phần là trẻ trung năng động. Mã sản phẩm là S135, chiều dài là 76 và sau là 80, ngang là 61 và vai là 54. Size của chiếc này thì sẽ là size 2XL. Ngày hôm nay các sản phẩm size số nó khá là lớn này.
Bác nào mà chúng ta từ 75 đến 80kg thì có thể là lựa chọn em này. Cũng là một con áo thiết kế form suông rộng rãi thoải mái. Ngực áo là có hai cái túi vuông ở hai bên cho các bác chúng ta sử dụng. Mã sản phẩm là S135. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo sơ mi kẻ của thương hiệu Seven Hợp Nai. Em này có mã là S136, chiều dài là 65, ngang là 52 và vai là 40. Size của sản phẩm này thì là size M cho quý chị từ 60 đến 65kg là có thể vừa bạn này. Em này thì là một con áo rất là vừa bạn hợp lý để quý chị có thể là mặc đi chơi đi làm. Cái tông màu thì nó cũng rất là tươi sáng trẻ trung. Còn chất liệu của mình thì sẽ là chất vải dày dặn. Chiếc này cũng sẽ là một con áo sơ mi thu đông rất là đẹp để cho quý chị chúng ta mặc trong cái thời điểm hiện tại này. Mã sản phẩm là S136. Bác nào mà chúng ta yêu thích cũng như vừa bạn với cái thông số của sản phẩm thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Đồ Xin. Mình đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay sẽ là những cái thiết kế áo sơ mi ngắn tay. Em này là tông màu xanh than. Mã sản phẩm của mình sẽ là S137, chiều dài là 76, ngang là 64 và vai là 49. Size của sản phẩm này là size 2XL. Các bác từ 75 đến 80kg có thể lựa cho em này. Một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Tommy và chất liệu của chiếc này nó sẽ là chất cotton nylon. Mã là S137. Quý chị có thể là coi qua một chút này, form dáng cũng như là thiết kế mặt trước mặt sau của sản phẩm. Và bác nào yêu thích thì có thể là liên hệ chốt đơn với Sành Đồ Xin. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo với độ mới rất là cao. Cho bác nào yêu thích cái tông màu nâu có thể lựa chọn em này. Mã S138, chiều dài là 64 và sau là 67, ngang là 62 và vai là 55. Chiếc này thì sẽ là size MO, các bác từ 60 đến 65kg có thể là lựa chọn này. Form dáng suông rộng rãi thoải mái, chất vải thì dày dặn, lên form dáng chuẩn chỉnh. Và đây cũng là một con áo rất là trẻ trung, rất là sang trọng, lịch sự để các bác có thể là lựa mặc đi chơi đi làm. Mã sản phẩm của mình là S138. Tiếp theo mình đến với một con áo sơ mi họa tiết. Em này thì sẽ là mã S139, chiều dài là 73, ngang là 61 và vai là 54. Size của chiếc này cũng là size XL này. Quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg có thể lựa chọn em này. Chất của em này rất là mát và nhẹ luôn nên là các bác cứ yên tâm. Quý chị nào chúng ta yêu thích sản phẩm này nhanh tay chốt đơn với nhà sành Đồ Xin mã S139. Và tiếp theo mình đến với một con áo sơ mi ngắn tay với phần cổ áo là thiết kế cổ vét. Mã sản phẩm là S140, chiều dài là 57, ngang là 51 và vai là 44. Size của chiếc này là size S cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng từ 55 đến 60kg có thể lựa chọn. Cái này thì chất rất là dày dặn luôn nên là các bác thấy cái form dáng của sản phẩm nó rất là đứng form, nó rất là chuẩn chỉnh này. Độ mới của sản phẩm thì cũng rất là cao. Mã sản phẩm là S140. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo sơ mi họa tiết, tông màu rất là nổi bật và những cái thiết kế chi tiết của bên trên sản phẩm này nó cũng rất là độc đáo hay ho luôn này. Mã sản phẩm là S141, chiều dài là 69, ngang là 59 và vai là 59. Size của chiếc này thì là size L cho quý chị từ 65 khoảng là từ 65 đến 70kg thì các bác có thể là mặc vừa bạn em này. Độ mới rất là cao và dòng chất liệu này thì cũng thấm bút mồ hôi rất là tốt. Mã sản phẩm là S141. Và mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo tông màu xanh nước biển với họa tiết kẻ sọc. Mã sản phẩm là S142, chiều dài là 68 và sau là 71, ngang là 51 và vai là 41. Chiếc này có size L cho quý chị từ 65 đến 70kg có thể là mặc vừa em này. Một con áo rất là trẻ trung để quý chị có thể là lựa mặc đi chơi đi làm. Chiếc này thì rất là dễ mặc dễ dùng luôn. Mã sản phẩm là S142 ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sành Đồ Xin sẽ được kính chúc quý chị chúng ta gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như là luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà sành Đồ Xin bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành Đồ Xin ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.